mẹ con bỏ bị bệnh nặng ở bệnh viện Diễm Long á, mà giờ gia đình con không có điều kiện thì con tính xin nhờ chú giúp đỡ cho con số tiền con đóng tạm ứng cho mẹ con nằm á. À, con gọi cầu cứu cho mẹ con hả? Dạ đúng rồi, mẹ con bệnh nặng lắm chú. Mẹ con bệnh gì? Dạ mẹ con bị hở van tim rồi hẹp van tim hai lá, rồi bị con vi khuẩn nó ăn cái đầu vướng tim, rồi bị cục máu đông bây giờ nó đang chảy khắp người, rồi bị suy thận, rồi xơ gan, xơ hóa gan, rồi sỏi thận, rồi bây giờ bướu tuyến giáp, rồi cao huyết áp, mà bây giờ mẹ con ấy muốn qua tai biến nhẹ luôn. Bây giờ con lo bữa giờ cũng mấy tháng nay rồi, giờ con không có khả năng, mà gia đình con thì nghèo nữa. Con nhiêu tuổi rồi, con nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 31 tuổi chú. Có chồng chưa? Dạ con là con dâu á chú, chồng con thì 33 tuổi. Dạ. Chồng con thì 33 tuổi mà chồng con đi hái dừa bị té nứt bả sườn mới cụp xương sống, giờ cũng không có làm gì được hết trơn á. À, vậy là con là con dâu, thôi gọi cầu cứu cho mẹ chồng ha. Dạ, dạ đúng rồi đó chú. À. Rồi bây giờ chú nghe con nói thì cũng tội nghiệp lắm, nhưng mà bây giờ là vậy nè, sao gọi tới bằng chú kêu bằng anh được rồi. Dạ tại con đâu có biết rồi lớn nhiêu đâu. Rồi bây giờ vậy ha, bây giờ là kênh của sao vậy, thôi cứ chú luôn đi cho nó dễ luôn đi. Bây giờ dạ. Kênh của chú đang bị người ta hại đập gậy quá trời luôn, bây giờ chú tạm chưa đi giúp đỡ bà con nghèo được, nghe con nói thì cũng tội nghiệp mà chưa có đi được con ha. Chừng nào mà chú gỡ gậy rồi ra hết rồi chú mới đi giúp đập bà con, mà bà con mình mới có tiền Mạnh Thường Quân giúp mới được, chứ bây giờ chưa có, người ta hại người ta đập gậy quá trời luôn rồi, chú đi quay lên cũng không ai cho tiền đâu, không ai thấy chứ á. Tại vì bây giờ bác sĩ đưa hóa đơn cho biên lại xuống mà con không có đóng, rồi bác sĩ người ta không có lo thuốc cho mẹ con. Con cũng khổ lắm, con có ba đứa con mà đứa nhỏ thì nó, đứa lớn thì nó bị tim, đứa nhỏ thì nó nhiễm trùng máu, rồi đứa mới 3 tháng tuổi rồi con cho ở nhà uống sữa ngôi sao. Rồi con em chồng con nó cũng hai đời chồng, rồi chồng nó bỏ nó đem ba đứa nhỏ về ở chung luôn. Giờ kinh tế nó đè nặng lên một vai con hết chịu nổi rồi. Vậy con ha, nếu mà có hữu duyên sau này là chú kênh chú nó mạnh lên giống bình thường, giống như mọi khi chú đi giúp thì chú sẽ liên hệ với con sau chứ nghe. Còn bây giờ là chú không có hứa, bây giờ là chú là đang gỡ gối cho nên chưa có đi giúp đỡ mọi người được con nhé. Dạ con cảm ơn, chào chú ạ. Bệnh khối u gan với bị thận ứ nước bụng bự đó, chú có giúp đỡ được không? Chú kết nối rồi tôi đưa cái hình của ổng quay cho ổng coi thử rồi chú giúp đỡ được. Chú đã bị gì? Bị khối u gan với bị khối u gan thì từ cuối với bị thận ứ nước đó chú. Rồi mình khó khăn thế nào đâu cô nói luôn coi. Hoàn cảnh giờ nhà cửa không có mà cũng đi ở trọ rồi không có tiền chữa trị với chú. Rồi có con cái gì lo không? Dạ có anh đứa con mà 17 tuổi nó bị sợ đó mà gì được. Sao cô nói rõ cô? À có đứa con 17 tuổi mà nó bị kém trí nhớ, nó khờ, nó không mặn gì được chú ơi, tôi cũng phải lo cho nó nữa. Bây giờ cô khó khăn sao? À thì khó khăn nào cũng nhiều, không có nhà ở, giờ đi mướn nhà trọ đồ ở đó. Không có tiền chữa chạy cho ổng á. Xin tiền chữa bệnh chú ơi. Bây giờ vậy đây cô ha, bây giờ để con nói cho nhanh cô ha, bây giờ cái kênh con đang có người ta hại cho nên là con không có quay giúp đỡ cho cô được. Chừng nào mà con gỡ ra hết người ta hại rồi con mới giúp đỡ bà con được nha. Rồi con thông cảm nha, dạ bây giờ người ta hại, người ta đập gậy kênh con quá trời, con chưa đi giúp đỡ bà con nghèo được cô nhé. Trời ơi. Dạ người ta hại quá trời cô ơi, chừng nào con gỡ gậy ra được hết rồi con mới đi thăm mọi người được nha. Dạ. Rồi ok cô. Có một người bà ở sớm nó bà đi bà té gãy tay, bà đi làm công ty bà bị té gãy tay á, thì gia đình không có ai á, thì em muốn nhờ bên anh giúp đỡ mà. Bị té gãy tay hả? Dạ. Mà chị ở đâu? Em ở Đồng Nai. À lý do sao té gãy tay vậy? À mà cô cũng lớn tuổi, cô năm nay 60 mấy gì đó, mà chị đi làm công ty rồi chị đi coi chân, chụp coi chân té. Dạ. Rồi bây giờ mình khó khăn sao? Giờ cổ đi mặn không được chứ mà mổ tay mấy chục triệu ấy. Nhờ mấy anh giúp đỡ cho cổ mấy tháng ăn qua tháng khó khăn này mà. Dạ. Rồi bây giờ chị báo như vậy thì em cũng ghi nhận cái lời của chị. Nhưng mà bây giờ nó có cái khó khăn vậy nè. Hiện tại giờ kênh của em có người phá đập gậy nhiều quá, cho nên là kênh của em tạm thời chưa đi giúp đỡ bà con được chị ha. Vậy rồi khi nào mà kênh em bình thường lại giống như mọi khi gỡ gậy đồ ra hết, người ta hết phá nữa thì em mới đi giúp đỡ bà con nghèo được chị nha, chị thông cảm nha. Dạ. Có buồn không? Dạ. Em báo vậy có buồn không? Nghe cũng hơi buồn, cũng thấy là cũng cô cũng tội nghiệp nhưng dạ. Bảo của mình. Rồi bây giờ chị lên kênh em chị xem đi, em có báo trên kênh đó như vậy đó, rồi bây giờ là đi giúp thì được rồi, nhưng mà đăng lên lúc khá quá rồi khán giả không có thấy được cái hoàn cảnh của mình đó, cho nên là mình không có nhận được tiền của Mạnh Thường Quân. Đó thì khi nào mà em giải quyết được cái vụ này nó hết phá nữa thì em mới đi xa giống như tới chỗ chị giúp được, chị thông cảm nha. Dạ, vậy em cảm ơn nha. Rồi. Con là Thuận Phạm, chú gọi có gì không chú cứ nói đi chú. Mà có thằng cháu nó nghèo với phần nó bệnh nữa, nó không có làm gì được chứ mà nó nghèo quá rồi tính điện chú cho nó cái nhà đây. Mà bệnh gì mình khó khăn sao mình cứ nói đi chú. Nó bệnh không biết trong mình nó sao mà nó chạy xe nó nhiều khi cái 2-3 bữa nó xỉu một cái té ngang. Dạ. Mà nó 4 đứa con lận rồi, hoàn cảnh không có ruộng đất gì hết trơn á, rồi cũng không có làm gì ăn được hết trơn á. Dạ, rồi vợ làm gì? Vợ nó thì lúc trước có buôn bán mà giờ mới sanh đứa con mới đâu 4-5 tháng gì cũng ở nhà nuôi con đó. Rồi, bây giờ mình có nhà ở không? Có cái nhà mà trời gió không siêu dẻo nó rồi, nhà nhỏ xíu à. Dạ, nhà lá hay nhà tường hay là nhà cây thế nào? Nhà cây bề kèo nó có 4 thước gì đó rồi xanh quanh nó vườn to nè mà xét hết trơn rồi. Dạ. Rồi bây giờ là gia đình khó khăn thế nào, về vấn đề gì chú chia sẻ đi chú. Bây giờ gia đình nó là khó khăn trước mắt là cái chỗ ở đó. Dạ, rồi cái gì nữa? Còn nữa không? Cái chỗ ở đó. Rồi từ con nó lớn ở nhà nó giữ con rồi vợ nó buôn bán rồi cũng được mà cũng chưa biết nữa, buôn bán cái gì không có vốn mà buôn bán cái gì vậy. Rồi chú cuối cùng là chú cầu cứu là vấn đề gì? Cầu cứu giờ cho trước mắt cái nhà đi, rồi tiền bạc rồi nữa tôi hỗ trợ nó thêm chứ sao vậy? Là chú là cái người kêu giùm hay là cái người trong gia đình vậy? Nó là người, nó là cháu rể. Con vợ nó là cháu ruột tôi. Dạ. Rồi bây giờ cần gì liên hệ với số này nè. Rồi bây giờ con chia sẻ với chú vậy ha. Chú đã nói là con ghi nhận. Nhưng mà bây giờ con cũng thông báo là kênh con đang bị mấy cái người khác hại, đập mấy gậy đập cho hoài luôn à, cho nên là không có đi giúp bà con nghèo, bà con khó khăn được. Đó, chú thông cảm nha, để một thời gian này con gỡ gậy được mà nó hết hại nữa thì con mới đi từng bà con giúp được chú nhé. Bây giờ là con có lên clip thì chú đã thấy rồi, bây giờ nó hại quá trời cô ơi, chú ơi, nó hại mấy kênh từ thiện quá trời à, cho nên là tạm thời con chưa có giúp nhà giúp cửa được cho bà con đâu nha. Nó hại quá trời luôn, cho nên Mạnh Thường Quân không có coi được cái clip mà để chia sẻ lên đó, là sẽ không có tiền để giúp đỡ cho mọi người đâu. Dạ cái rồi hữu duyên gặp chú sau nha, nếu mà không gặp nữa thì chú cũng đừng buồn nha. Rồi.